Cô bố, lâu lắm rồi cô chú mới đố mình ốc ớt bánh trung thu nha Trăng. Mẹ mẹ, làm sao mà ăn được răng? Răng dùng một cái nhai mình lấy ra răng mà ăn luôn hả mẹ? Cũng hơi khó ha. Nhưng mà mẹ có cách để ăn răng rồi. Người ta đã nói ớt nào mà ớt chẳng cay, nhưng mà ngày hôm nay mình đã tìm ra loại ớt không cay rồi cả nhà ơi. Nhưng mà tuy tìm thấy rồi thì gái này vẫn hay ghen chồng nha. Thử láng quán lạng quạng coi. Màu sắc của em á thì rất là sặc sỡ, nhưng mà công nhận là cũng có mùi ớt đó nha. Ban đầu thì mình hơi rén rén, nhưng khi cắn vào trong miệng một cái thì nó ngọt, ngọt thiệt. Em nó có tên là ớt trái cây, tuy nhiên là nó cũng không có được ngọt như kiểu trái cây đâu nha. Nó ngọt kiểu của rau củ quả đó, nhưng mà rất là dễ ăn. Có nhiều màu lắm, màu vàng, màu đỏ, màu cam. Mình thấy cái loại này ăn ok la nè. Mấy cái loại ớt này theo mình đoán chắc sẽ có nhiều vitamin A, nhưng mà quan trọng nhất là mình sẽ khè cô bô. Đây, một tay mẹ dám ăn hai trái ớt luôn, quá là ngầu chưa. Tưởng gì cho ai cần ớt thì có ngay đây. Sau khi luộc sơ với xả và ớt thì mình sẽ vớt ra để ráo, bắt chảo đun chảy bơ cho tỏi và cả sa tế vào đó. Mình có cái sốt trứng muối pha sẵn rồi nè, cho vô đảo đảo xong rồi cho ớt vô là xong rồi, tiện ghê cơ. Cái mùi nó thơm quá cỡ người lớn hay con nít đều mê ra sức ngồi lễ lễ lễ. Giờ đợi suốt một năm thì cũng đã đến dịp mình được bóc cái icon này rồi đây, đó chính là bánh trung thu. Dạo gần đây thì mình có tham gia livestream cho TikTok Shop và một số cái sản phẩm của các nhãn hàng đó. Trước khi mà tiến hành lên livestream thì tụi mình đều đã ăn thử xem sao. Mình thì vốn không có hảo gì mấy cái em thập cẩm này rồi, mình là cái team ngược lại cả nhà ơi. Mình là team đậu xanh. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình ăn cái này thấy cũng ok la, dễ ăn nè. Cái combo này có tên là Luxury, bên trong có hai cái bánh tất cả, một cái là gà quay, một cái là đậu xanh. Gà quay thì mình thấy khá là dễ ăn, nó không có bị làm cho mình có cảm giác quá nhiều mùi rượu mang quế lộ. Nhưng mà cái bánh đậu xanh á thì mình mong muốn là có thêm trứng, với lại cái vỏ nó lại mỏng hơn chút xíu nữa thì sẽ ok la hơn. Cái icon ngôi nhà là cái icon mà mình đau đầu nhất, đã từng kiếm đến một nửa năm, sau đó thì mình mới tự nhiên ngộ ra, ủa nhà bánh gừng cũng được mà. Nhưng không, mình phải ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao. Mình có một ngôi nhà toàn là kẹo dừa. Em này có tên là kẹo dừa sáp, tuy nhiên là mình ăn thì cũng chưa thấy có cái vị khác biệt lắm so với lại các cái loại kẹo dừa ban đầu mà mình đã thử. Nhưng mà được cái là nó mềm, bao bì thì đẹp nữa. Hơi bị nhiều nhựa một chút xíu. Mình có một cái sở thích đó là bóc cái lớp áo bên ngoài của cái kẹo dừa để ăn thì hôm nay không có nữa. Icon tiếp theo chính là cái răng. Nhưng mà xin lỗi nha, không chỉ có một chiếc răng đâu, có mấy hàm lượng. Đây, để mình mở cho cả nhà coi. Ui là trời, không biết là ai đã nghĩ được cái ý tưởng là phải làm một cái kẹo có cái hình răng giống y chang như ông già. Nhìn nó cũng đã rất là giống với lại mấy cái răng của mình lắm rồi, mà nó lại còn có cái màu vàng vàng y chang như thật nữa cả nhà ơi. Để lát nữa mình lồng vô cái hàm của mình coi thử hình dạng nó như thế nào. Nhưng mà khoan, trước tiên phải review có cái mùi vị như thế nào đã. Đây, từng chiếc răng một, có chiếc cao, chiếc thấp, có chiếc cao, chiếc thấp, và có thêm cái phần nuốt của mình nữa. Em đó là kẹo dẻo nha, kéo ra thì cũng được khá là dài, nhưng mà nó cũng dễ đứt lắm cả nhà ơi. Cái mùi vị thì nói thiệt, chê, nó không có gì đặc biệt hết trơn á. Nó ngọt ngọt và chỉ có ngọt vậy thôi đó. Nhưng mà khi gắn vào thì công nhận rất là thích hợp để đi hóa trang Halloween nha, ha ha. Thôi đùa vậy là đủ rồi, để mình cuốn vô nhai 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 xem cái đã.